Lương Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2024. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị đã bắt đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Tiêm kích Nga hộ tống chuyên cơ chở ông Tập Cận Bình. Video vừa được truyền thông của Trung Quốc công bố cho thấy các tiêm kích hạng nặng của Nga dường như là mẫu SU-35S bay song song hai bên chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại thành phố Kazan từ ngày 22 cho đến ngày 24 tháng 10, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Quốc gia chủ nhà không có nghĩa vụ phải điều động tiêm kích hộ tống chuyên cơ chở nguyên thủ nước ngoài đến thăm, nhưng có thể làm điều này nhằm để thể hiện sự trọng thị và đề cao quan hệ giữa hai bên. Chuyên cơ chở ông Tập sau đó đã đáp xuống thành phố Kazan. Đội danh dự xếp hàng hai bên thảm đỏ khi quan chức của Nga chào đón lãnh đạo Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cùng ngày gặp Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng hai nước đã tìm ra cách đúng đắn để hòa hợp, trong đó có nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhắm vào bên thứ ba. Theo ông thì Trung Quốc và Nga đã liên tục tăng cường mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện cũng như là hợp tác thực tiễn. Ông Putin cảm ơn Trung Quốc vì sự ủng hộ trong thời gian Nga giữ chức chủ tịch BRICS, đồng thời nhấn mạnh Moscow sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Bắc Kinh để bảo đảm thành công cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau khi BRICS mở rộng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo về thị trường địa ốc Trung Quốc. Trong báo cáo mới được công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc xuống còn 4,8% trong năm nay, giảm 0,2% điểm so với dự báo trước đó vào tháng 7. Với năm 2025, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán tăng trưởng sẽ ở mức 4,5%. Báo cáo nhấn mạnh sự thu hẹp ngành địa ốc Trung Quốc lớn hơn dự kiến là một trong những rủi ro đáng lo ngại đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Cơ quan này cho rằng điều kiện của thị trường địa ốc có thể tiếp tục xấu đi giữa bối cảnh doanh số bán hàng và đầu tư giảm. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng chỉ ra rằng những cuộc khủng hoảng địa ốc trong quá khứ như tại Nhật Bản những năm 1990 và tại Mỹ vào năm 2008 cho thấy nếu khủng hoảng ở Trung Quốc không được giải quyết, giá có thể tiếp tục giảm, làm giảm niềm tin tiêu dùng và tác động tiêu cực đến tiêu dùng và nhu cầu trong nước. Thời gian gần đây Trung Quốc đã công bố nhiều biện pháp nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Vào tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thực hiện một loạt biện pháp hỗ trợ, trong đó có việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng. Chỉ vài ngày sau, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh nỗ lực ngăn chặn sự suy giảm của ngành địa ốc và khuyến khích phục hồi. Nhiều thành phố lớn như Quảng Châu và Thượng Hải cũng đã công bố các biện pháp nhằm nâng cao lòng tin của người mua nhà. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An cho biết Trung Quốc sẽ sớm có thêm các biện pháp kích thích và sự thay đổi chính sách đối với nợ và thâm hụt. Bộ Nhà đất Trung Quốc cũng thông báo về việc mở rộng danh sách trắng các dự án địa ốc và đẩy nhanh tiến độ vay vốn ngân hàng cho những dự án chưa hoàn thành. Chuyên gia kinh tế Pierre-Olivier của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng mặc dù các biện pháp này đi đúng hướng nhưng chưa đủ để thay đổi dự báo tăng trưởng 4,8% cho năm nay và 4,5% cho năm sau. Ông cũng nhấn mạnh các biện pháp gần đây cũng đang trong quá trình đánh giá và chưa được tính vào dự báo hiện tại. Anh quốc Đức ký thỏa thuận quốc phòng lịch sử chưa từng có anh Quốc và nước Đức vào ngày 23 tháng 10 đã ký một thỏa thuận quốc phòng bao gồm cam kết phát triển vũ khí tấn công tầm xa mới. Theo Reuters, đây là thỏa thuận quốc phòng đầu tiên giữa hai quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng ở châu Âu. Giới chức của Anh Quốc và Đức cho biết thỏa thuận này có tên là Hiệp định Trinity House nhằm để tăng cường khả năng hợp tác song phương cũng như là cải thiện khả năng răng đe của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong bối cảnh chiến tranh Nga và Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng của Đức Boris Pistorius nhấn mạnh, tình hình xung đột ở Ukraine đã cho thấy các quốc gia không được xem nhẹ an ninh ở châu Âu. Về phần mình, thì Bộ trưởng Quốc phòng Anh quốc John Healy cho hay, thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Anh quốc và Đức và cũng là sự tăng cường đáng kể cho an ninh châu Âu. Theo thỏa thuận thì hai nước sẽ cùng nhau phát triển các loại vũ khí mới có tầm bắn và độ chính xác cao hơn các hệ thống tên lửa tầm xa đã có như là Storm Shadow của Anh Quốc. Đức cũng sẽ bố trí máy bay ở Scotland để giúp bảo vệ Bắc Đại Tây Dương. Các nước sẽ hợp tác về xe vũ trang và máy bay không người lái trên đất liền. Tập đoàn sản xuất xe hơi và vũ khí Remero của nước Đức cũng sẽ mở một nhà máy sản xuất nồng pháo đầu tiên tại Anh Quốc trong một thập niên, dự kiến sẽ tạo ra 400 việc làm. Theo Reuters, thì thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương giữa Anh Quốc và Đức sẽ tạo tiền đề cho một hiệp định sâu rộng ba bên giữa Anh Quốc, Đức và Pháp. Và hồi năm 2010, Anh đã ký hiệp ước Lancaster House với Pháp, trong khi Đức và Pháp ký hiệp ước Aachen có hiệu lực vào năm 2020. Dân số Ukraine giảm 10 triệu người kể từ khi Nga kéo quân xâm lược. Liên Hiệp Quốc cho biết dân số Ukraine đã giảm 10 triệu người kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược quốc gia này. Người đứng đầu quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Đông Âu Florence Bauer cho biết hiện tại tỷ lệ sinh của phụ nữ Ukraine chỉ là trên dưới một con cho một phụ nữ. Nếu muốn dân số ổn định, tỷ lệ sinh phải đạt 2,1 con một phụ nữ. Bà Florence Bauer cho rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine biến tình hình nhân khẩu học ở Ukraine vốn đã khó khăn nay lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trước khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, dân số Ukraine đạt mức hơn 50 triệu người. Thời gian sau đó Ukraine trải qua sự suy giảm dân số nghiêm trọng, giống nhiều nước láng giềng Đông Âu và Trung Á. Năm 2021, dân số của Ukraine có khoảng 40 triệu người. Bà Florence Power cho hay, để tính toán chính xác tác động của cuộc chiến tranh đối với dân số Ukraine, mọi người cần phải đợi đến khi chiến sự kết thúc, cuộc điều tra dân số mới được tiến hành. Ở một số khu vực trên lãnh thổ Ukraine gần như không còn dân cư và một số nơi chỉ còn lại người già, những cặp đôi không thể lập gia đình. Trong khi đó, dân số nước Nga đạt hơn 140 triệu người trước khi cuộc chiến tranh bùng nổ. Tình hình nhân khẩu học cũng là vấn đề đáng chú ý với Nga khi nước này ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất kể từ năm 1999 đến nay. Mức độ này được Điện Kremlin mô tả là thảm khốc. Phát hiện chiếc xe khả nghi cảnh sát của Anh quốc đã hối hả di tản sân bay Birmingham. Vào ngày 23 tháng 10, cảnh sát của Anh quốc cho biết là sân bay Birmingham ở miền Trung của nước này đã phải hủy các chuyến bay di tản và yêu cầu hành khách không đến sân bay này sau khi có báo cáo về một chiếc xe khả nghi. Hoạt động của sân bay hiện đang bị ảnh hưởng và hành khách được khuyên không nên đến sân bay vào thời điểm này. Cảnh sát cho biết tất cả hành khách có chuyến bay từ sân bay này vào chiều ngày 23 tháng 10 nên liên lạc với hãng hàng không mà mình đã đặt vé và kiểm tra trang web của sân bay để biết thông tin cập nhật. Theo tờ báo địa phương Birmingham Live, hành khách không được phép xuống máy bay, các phương tiện không được phép vào khu vực này và mọi dịch vụ giao thông đến sân bay này đều tạm thời bị đình chỉ. Sân bay Birmingham là sân bay bận rộn thứ bảy của Anh quốc với 11.5 triệu lượt khách trong năm 2023. Buôn ma túy bằng các dấu dưới pizza Cảnh sát Đức vừa phát động chiến dịch triệt phá ma túy quy mô lớn, huy động 150 cảnh sát, các đơn vị tinh nhuệ, khám xét 16 địa ốc trên chính thành phố tại tiểu bang Bắc Rhine-Westphalia, đông dân nhất nước Đức. Sau chiến dịch, giới chức thông báo họ đã bắt 15 người, trong đó có chủ tiệm bánh pizza ở khu phố tiệc tùng nổi tiếng tại thành phố Düsseldorf. Tiệm bánh này có món pizza số 40, là một trong những món pizza bán chạy nhất quán. Hồi tháng 3, giới chức tiến hành thanh tra thực phẩm định kỳ, phát hiện cocaine trong nhà bếp của tiệm. Khi cảnh sát đến thẩm vấn, chủ tiệm 36 tuổi gốc quốc tịch Croatia đã ném một túi đựng ma túy khỏi cửa sổ và nó rơi thẳng vào tay các cảnh sát đang đứng bên ngoài. Cảnh sát phát hiện tổng cộng 1,6 kg cocaine, 440 g cần sa, 290.000 Mỹ kim tiền mặt tại căn nhà. Cảnh sát còn phát hiện hai vườn cần sa 300 cây và 60 cây, thu giữ nhiều vũ khí, tiền mặt, đồng hồ đắt tiền trong đợt triệt phá quy mô lớn này. Hai ngày sau đó, chủ tiệm được tại ngoại vì không có tiền án và tiếp tục mở bán pizza. Các nhà điều tra đã theo dõi để lần ra các mắt xích khác. Cảnh sát phát hiện dưới mỗi chiếc pizza số 40 là một gói cocaine. Giới chức không nêu giá của món này. Chủ tiệm pizza đã bị giam từ hồi tháng 8. Trong số những người bị bắt có thanh niên 22 tuổi được coi là người cầm đầu đường dây cùng hai người cung cấp chính. Theo công tố viên, nhóm này mua cần sa và cocaine số lượng lớn rồi bán cho các nhà phân phối khu vực và cũng tự trồng cần sa tại nhà. Bão Oscar khiến ít nhất là 6 người thiệt mạng ở Cuba. Sau khi bão Oscar đổ bộ và mang theo mưa lớn, gió giật càng quét bờ đông của Cuba vào ngày 20 tháng 10. Chính quyền Havana ghi nhận ít nhất là 6 người đã thiệt mạng và xảy ra thiệt hại trên diện rộng. Chủ tịch của nước này là Miguel Diaz-Canel cho biết tỉnh miền đông Guantanamo bị thiệt hại nghiêm trọng vì bão. AFP dẫn thông tin từ Trung tâm bảo Quốc gia Hoa Kỳ. Cảnh báo Oscar suy yếu thành bão nhiệt đới vào thời điểm ập vào Cuba, nhưng vẫn đủ sức gây ra tình trạng lũ lụt trên diện rộng cùng với nạn lở đất ở nhiều nơi. Đài truyền hình quốc gia Cuba đưa tin nhiều ngôi nhà đã bị hư hại, các cột điện, cây cối ngã rập trên khắp hòn đảo. Cuba đồng thời trải qua tình trạng mất điện nghiêm trọng nhất kể từ sau trận bão Ian vào năm 2022. Đến hôm qua, thì gần 90% số gia đình ở Havana đã được khôi phục điện, nhưng nhiều khu vực ngoài thủ đô vẫn trong tình trạng mất điện. Hiện bão Oscar trên đường tới biển Bahamas, với sức gió mạnh nhất đạt là 65 km một giờ. Miền Trung và miền Đông Nam của Bahamas đang trong tình trạng cảnh báo bão. Đồng thời thì bão nhiệt đới Christie cũng đã hình thành ngoài khơi Mexico. Vào thời điểm xuất hiện thì bão Christie cách thành phố Acapulco của Mexico khoảng 510 km về hướng Tây Nam và di chuyển theo hướng Tây với vận tốc là 26 km một giờ. Trung tâm bão quốc gia dự báo Christie sẽ mạnh lên nhưng chưa có dấu hiệu đe dọa đất liền. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Bà Harris lo ngại kịch bản ông Trump tự tuyên bố thắng cử phó tổng thống kamala harris cho biết chiến dịch của bà đang chuẩn bị cho trường hợp đối thủ donald trump tìm cách thách thức kết quả bầu cử nhưng trước hết vẫn tập trung vào mục tiêu đánh bại ứng cử viên đảng cộng hòa khi được hỏi về khả năng ông trump sẽ tìm cách tự tuyên bố thắng cử trước khi kiểm xong phiếu và trước khi truyền thông báo kết quả harris cho biết bà lo ngại về kịch bản này Nhắc lại vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi ông Trump kích động đám đông bạo lực xông vào Điện Capitol tấn công 140 nhân viên thực thi pháp luật khiến một số người thiệt mạng. Phó tổng thống Harris không nêu cụ thể về biện pháp ứng phó nếu ông Trump tuyên bố thắng cử trước khi kết quả kiểm phiếu được công bố. Bà nhắn nhủ người dân đưa ra quyết định rất nghiêm túc về tương lai đất nước trong cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra hai tuần tới. Ông Trump chưa bình luận về phát biểu trên. Ông từng cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là gian lận, cho tới nay cũng chưa từng nhận thua trong cuộc bầu cử bốn năm trước. Trong những tuần đầu tiên sau khi trở thành ứng viên Đảng Dân chủ, bà Harris hạn chế trả lời phỏng vấn, song thời gian gần đây đã tăng tương tác với giới truyền thông. Các cuộc khảo sát cho thấy ông Trump và bà Harris đang ở thế bất phân thắng bại, khi tỷ lệ ủng hộ của hai người gần như tương đương trên cả phạm vi toàn quốc và ở bảy tiểu bang chiến trường. Bill Gates có thể đã quyên 50 triệu Mỹ kim ủng hộ bà Harris. Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates gần đây thông báo với một nhóm tỷ phú rằng ông đã quyên góp 50 triệu Mỹ kim cho tổ chức phi lợi nhuận Future Forward ủng hộ chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris. New York Times dẫn lời ba nguồn thạo tin đã cho hay các nguồn tin cho biết trong những lần trao đổi riêng tư với nhóm tỷ phú, trong đó có cựu thị trưởng New York Mike Bloomberg, ông Gates đã bày tỏ lo ngại về viễn cảnh cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử, dù nhấn mạnh khả năng hợp tác với bất kỳ ứng cử viên nào. Khi được đề nghị bình luận về thông tin trên thì ông Gates không phủ nhận cũng không bác bỏ, mà cho biết là ông ủng hộ các ứng viên cam kết chống biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, phát triển phúc lợi y tế. Ông Gates nói thêm là ông từng làm việc với nhiều lãnh đạo chính trị, nhưng cuộc bầu cử tổng thống năm nay rất khác biệt. Giới quan sát đánh giá nhận xét này thể hiện thay đổi đáng kể trong chiến lược chính trị của ông Gates sau nhiều thập niên đứng ngoài chính trường. Future Forward từ chối bình luận Tổ chức này không tiết lộ danh tính của các nhà tài trợ. Phát ngôn viên của cựu thị trưởng Bloomberg, người dự kiến đóng khoản quyên góp tương tự với ông Gates cũng đã từ chối bình luận. Thống kê của Forbes cho thấy là 81 tỷ phú đã ủng hộ bà Harris, trong khi số ủng hộ ông Trump là 50. Hơn 10 tỷ phú vào tháng trước đã soạn thảo thư thể hiện sự ủng hộ với bà Harris, cho hay là họ tin rằng ứng viên của đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách công bằng, dễ dự đoán, hỗ trợ phát trị, ổn định và môi trường kinh doanh thuận lợi. Trong khi đó, thì người giàu nhất thế giới là ông Elon Musk đã công khai ủng hộ ông Trump và quyên góp 75 triệu Mỹ Kim để hậu thuẫn ứng viên này. Ông từng tuyên bố sẽ tất tay cho cựu tổng thống trong bầu cử năm nay. Ông Trump nộp đơn khiếu nại việc đảng lao động Anh vận động tranh cử cho bà Harris. Nhóm vận động tranh cử của cựu tổng thống Trump đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, cáo buộc những nỗ lực của Đảng Lao động Anh nhằm ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris là can thiệp vào cuộc bầu cử. Sophia Patel, giám đốc điều hành của Đảng Lao động Anh, đã đề nghị 100 nhân viên hiện tại và trước đây của đảng này đến các tiểu bang chiến trường như Pennsylvania và North Carolina để vận động tranh cử cho bà Harris. Bài viết cũng chỉ trích một bài đăng trên LinkedIn của bà Patel, trong đó bà cho biết bà sẽ sắp xếp nhà ở cho các tình nguyện viên. Đảng lao động từ chối bình luận và không rõ liệu họ có liên lạc với chiến dịch Harris War về các kế hoạch của mình hay không. Theo số liệu thăm dò mới nhất của Decision Desk HQ The Hill, ông Trump hiện đang dẫn trước 0,2% điểm ở Pennsylvania và 0,6% điểm ở Bắc Carolina. Cả hai tiểu bang chiến trường này đều rất quan trọng để quyết định kết quả cuộc bầu cử vào tháng 11. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói với các phóng viên đang trên chuyến bay đến hội nghị thượng đỉnh khối thịnh vượng chung ở Samoa rằng là Thủ tướng của Vương quốc Anh, tôi sẽ làm việc với bất kỳ ai mà người dân Mỹ bầu làm tổng thống trong cuộc bầu cử của họ. Cuộc bầu cử hiện đang rất gần. Ông Stormer nói thêm rằng các tình nguyện viên của đảng lao động đã tham gia hầu hết mọi cuộc bầu cử Mỹ với tư cách cá nhân. American Airlines bị phạt 50 triệu Mỹ Kim vì ngược đại hành khách khuyết tật. American Airlines vừa bị phạt 50 triệu Mỹ Kim vì ngược đại hành khách khuyết tật, thậm chí là có trường hợp còn làm hành khách bị thương. Bộ Giao thông Vận tải đã cho biết như trên. Số tiền phạt American Airlines nhiều gấp 25 lần bất cứ số tiền phạt nào khác của Bộ Giao thông Vận tải cho tội vi phạm luật bảo vệ hành khách khuyết tật. Ông Pete Puttigie đã cho hay trong một buổi họp báo qua điện thoại. Từ năm 2019 cho tới năm 2023, hãng hàng không này đã nhiều lần không hỗ trợ hành khách một cách an toàn và đàng hoàng, đôi khi gây thương tích, ông đã cho biết. Cùng thời điểm, thì American Airlines ra tuyên bố cho hay họ đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Bộ Giao thông Vận tải và thời gian qua họ cố gắng cải thiện phục vụ hành khách cần xe lăn hoặc là thiết bị hỗ trợ đi lại khác. Từ năm 2022 tới nay, tỷ lệ giải quyết kém trường hợp hành khách cần xe lăn đã giảm 20%, American Airlines đã cho biết. Hãng này còn nói là họ sẽ đầu tư hơn 175 triệu Mỹ Kim vào dịch vụ, hạ tầng cơ sở, huấn luyện và kỹ thuật mới nhằm để cải thiện dịch vụ. Ông Pudige cho hay là Bộ Giao thông Vận tải cũng đang điều tra một số hãng hàng không khác, nhưng ông lưu ý American Airlines có lẽ là một trong những hãng vi phạm nghiêm trọng nhất. Gần 1.000 du khách trên siêu du thuyền bị quay lén cảnh nhạy cảm. Một hành khách của Royal Caribbean đã khởi kiện tập thể chống lại công ty và cựu thành viên thủy thủ đoàn sau khi có tới 960 người có thể là nạn nhân của camera giấu kín quay lén trong phòng tắm trên du thuyền. Vụ kiện được đệ trình thay mặt cho hành khách Jendo của siêu du thuyền Symphony of the Sea thuộc hãng Royal Caribbean và tất cả những hành khách có hoàn cảnh tương tự khác ở quận Nam Florida. Việc nộp đơn được đưa ra gần một tháng sau khi nhân viên Orvin Joseph Maraso, người Philippines, nhận tội sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em và bị kết án 30 năm tù liên bang. Một vị khách trên tàu đã phát hiện ra camera dấu kín được gắn trên quầy dưới bồn rửa trong phòng tắm của mình và đã báo cáo cho an ninh tàu. Miraso, nhân viên phục vụ, đã bị giam giữ cho đến khi du thuyền cập cảng Port Everglades ở Fort Lauderdale. Theo văn phòng luật sư Hoa Kỳ khu vực Nam Florida cho biết, cũng theo văn phòng này, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm thấy nhiều video quay cảnh trẻ em từ 2 đến 17 tuổi trong các tư thế ăn mặc khác nhau trên các thiết bị điện tử của anh ta. Thậm chí Miraso bị cáo buộc đã trốn dưới gầm giường của hành khách để theo dõi và quay phim họ khi đang tắm. Thế nhưng, hãng du thuyền đã không thông báo cho các hành khách khác trong các phòng do Miraso phục vụ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 26 tháng 2 năm 2024. Vụ kiện cáo buộc rằng có tới 960 hành khách có thể đã bị quay phim. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong tăng vọt tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics cho biết tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ tăng vọt, một phần do số lượng trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh tăng mạnh. Cụ thể, thì trong 3 tháng tháng 10 của năm 2022, tháng 3 và tháng 4 của năm 2023, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao hơn khoảng 7% so với mức thông thường, dẫn đến trung bình có thêm 247 trẻ sơ sinh tử vong trong mỗi tháng đó. Phần lớn thì sự gia tăng này là do dị tật bẩm sinh như là khuyết tật tim, nhiễm sắc thể bất thường. Nhà nghiên cứu Maria Gallo, giáo sư tại khoa dịch tễ học của trường đại học của tiểu bang Ohio, cho rằng trong trường hợp người mẹ mang dị tật thai nhi có thể lựa chọn không tiếp tục mang thai và trải qua cảm giác chứng kiến đứa con sơ sinh của mình tử vong. Hiện nay thì tại Hoa Kỳ có 21 tiểu bang cấm chấm dứt thai kỳ hoặc là hạn chế thủ thuật phá thai. Các nhà nghiên cứu đang tập trung xác định liệu tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng có xảy ra ở tất cả các tiểu bang hay chỉ tăng ở những tiểu bang có chính sách hoặc là luật lệ chống phá thai. Hàng giá rẻ Trung Quốc ăn theo bầu cử tràn ngập thị trường Mỹ. Khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ bước vào giai đoạn cuối, ngày càng có nhiều cử tri bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng cử viên mà họ yêu thích bằng cách mang trên người quần áo hay mũ nón với thông điệp về cuộc bầu cử. Điều mà họ có thể không nhận ra là chiếc mũ Trump Make America Great Again, Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại hay chiếc áo thun Charles Cat Lady for Harris quý bà yêu mèo không con vì harris mà họ đang mặc có thể được sản xuất tại trung quốc với sự trợ giúp của các nền tảng thương mại điện tử các thương nhân trung quốc đang chiếm lĩnh thị trường hàng hóa về bầu cử của hoa kỳ bằng đồ giá rẻ và bằng chứng giai thoại cho thấy các nhà sản xuất của hoa kỳ trong lĩnh vực này đang phải vật lộn để cạnh tranh Mặc dù không có số liệu tổng hàng hóa bầu cử sản xuất tại Hoa Kỳ được bán ra so với hàng hóa loại này sản xuất tại Trung Quốc, nhưng số lượng lớn các sản phẩm bầu cử do Trung Quốc sản xuất được bán trên các nền tảng thương mại điện tử, bao gồm Timu, Amazon và eBay, cho thấy chúng đang tràn ngập thị trường. Trong số đó, một chiếc mũ Make America Great Again có giá chưa đến 4 Mỹ Kim trong khi trang web bán hàng chính thức của chiến dịch Trump vốn luôn kêu hãnh rằng tất cả các sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ bán chúng với giá gấp 10 lần với giá đó ở mức 40 Mỹ Kim mỗi chiếc. Tương tự như vậy, mũ Kamala Harris 2024 của Timu có thể bán với giá dưới 3 Mỹ Kim mỗi chiếc, trong khi trang web bán hàng chính thức của chiến dịch Kamala Harris bán mũ Kamala với giá 47 Mỹ Kim mỗi chiếc. Chiến dịch Harris cũng tuyên bố chỉ bán các sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ trên các trang web chính thức của mình. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Thanh niên Nam Hà ngã từ tầng năm khi bị truy bắt vì trốn nghĩa vụ quân sự. Hãng thông tấn John Harp Dẫn thông báo ngày 23 tháng 10 của cơ quan công tố và sở cứu hỏa địa phương cho biết, một nam thanh niên 20 tuổi ở thành phố Nam Yangju, tỉnh Gyeonggi, đã ngã từ căn hộ ở tầng 5 khi bị truy bắt do trốn nghĩa vụ quân sự. Trước đó, thì nam thanh niên này đã bị truy tố vì vi phạm đạo luật nghĩa vụ quân sự và bị truy nã do không ra hầu tòa. Sau đó, thì hai điều tra viên thuộc Viện Kiểm sát quận Uijeongbu đã đột kích vào nhà để bắt giữ thanh niên này. Khi biết mình sắp bị bắt giữ thì nam thanh niên đã trèo ra cửa sổ phòng tắm để trốn thoát nhưng bị giật mình vì tiếng gõ cửa của các điều tra viên và đã ngã từ tầng năm. Sau cú ngã thì nam thanh niên kêu đau vùng lưng và đã được đưa đến bệnh viện gần nhà để cấp cứu. Rất may thì cứu ngã từ tầng 5 không gây ảnh hưởng đến tính mạng. Theo luật pháp của Nam Hàn thì tất cả các nam giới tại nước này phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 18 cho đến 36 tháng tùy đơn vị. Riêng những vận động viên có thành tích cao hoặc là những người không đủ điều kiện sức khỏe chỉ phải trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản kéo dài vài tuần. Truyền thông Nam Hàn không ít lần đưa tin các ngôi sao của nước này bày đủ chiêu trò như là nhờ bác sĩ đưa ra chẩn đoán giả bệnh để trốn nghĩa vụ quân sự. Trong đó thì một nam MC đã từng nhổ 12 cái răng để trốn nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo nổi dậy Miến Điện tuyên bố giành được trung tâm đất hiếm giáp Trung Quốc. Quân đội độc lập Kachin, một nhóm vũ trang chống lại quân đội chính quyền Miến Điện, cho biết họ đã kiểm soát một trung tâm khai thác oxide đất hiếm chuyên cung cấp cho Trung Quốc. Hoạt động khai thác đất hiếm ở Miến Điện tập trung ở tiểu bang Kachin, xung quanh các thị trấn Panwa và Chibwe, giáp với tỉnh Vân Nam, vùng Tây Nam Trung Quốc. Trước đó, theo truyền thông địa phương, quân đội độc lập Kachin đã giành được Chibwe nhóm này cho biết họ sẽ tập trung vào việc quản lý thị trấn Pangwa và hiện không có kế hoạch nào để khai thác đất hiếm hoặc thực hiện các hoạt động kinh tế khác trước đây các khu vực khai thác đất hiếm ở tiểu bang Kachin nằm dưới sự kiểm soát của nhóm vũ trang NDAK liên minh với chính quyền quân sự miến điện hoạt động giao thương ở đây chủ yếu với Trung Quốc theo công ty môi giới Old Minet, năm ngoái, Miến Điện đã cung cấp cho Trung Quốc khoảng 50.000 tấn oxide đất hiếm và trở thành nước xuất cảng mặt hàng này hàng đầu thế giới. Việc phe nổi dậy kiểm soát các khu vực nói trên có thể làm gián đoạn các chuyến hàng đất hiếm vào Trung Quốc. Nước này là quốc gia tiêu thụ và nhập cản quặng và hợp chất đất hiếm lớn nhất thế giới. Sử dụng nguyên liệu này để sản xuất đất hiếm tinh chế và nam châm, những ngành công nghiệp mà nước này dẫn đầu. Miến Điện đã rơi vào tình trạng bất ổn về mặt an ninh kể từ tháng 2 năm 2021 khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự trong một cuộc đảo chính. Trong thời gian qua, cuộc đối đầu giữa chính quyền quân sự Miến Điện và phe nổi dậy đã nóng lên. 96% giao dịch thương mại giữa Nga và Iran sử dụng đồng tiền quốc gia. Báo Tehran Times dẫn thông báo mới nhất của cơ quan báo chí điện Kremlin cho biết, Iran và Nga đã sử dụng đồng tiền quốc gia để thanh toán hơn 96% giao dịch thương mại giữa hai nước. Theo cơ quan báo chí Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo của Nga và Iran ưu tiên phát triển quan hệ thương mại và kinh tế song phương. Trao đổi thương mại giữa hai nước đã đạt 4 tỷ Mỹ Kim vào năm 2023 và ghi nhận mức tăng là 12.4% trong giai đoạn từ tháng Giêng cho đến tháng 8 của năm 2024. Nga và Iran đang thực hiện được một số dự án chung quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông và năng lượng dự án hành lang giao thông quốc tế bắc và nam hiện đang được thực hiện tuyến đường trung chuyển này sẽ rút ngắn thời gian và khoảng cách vận chuyển hàng hóa từ nga và các nước phía bắc tới khu vực phía nam theo cơ quan thuế quan iran xuất cảng phi dầu mỏ của iran sang nga trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng là 1.3 triệu tấn hàng hóa trị giá hơn 494 triệu mỹ kim. Iran và Nga đã thực hiện các bước đi nghiêm túc để thúc đẩy thương mại song phương trong những năm qua. Hồi đầu năm nay thì hai nước đã đạt được thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương lên 10 tỷ mỹ kim một năm. Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm nguyên tử thứ tư các nguồn tin chính thức xác nhận tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng nguyên tử thứ tư của Ấn Độ, được gọi là S-4, đã được hạ thủy tại trung tâm đóng tàu ở Visakhapatnam. S-4 lớn hơn và có nhiều khả năng hơn chiếc đầu tiên là INS Harihan, vốn về cơ bản là một tàu trình diễn công nghệ, được phát triển theo chương trình tàu công nghệ tiên tiến, có sự tham gia rộng rãi của ngành công nghiệp Ấn Độ. Ấn Độ hiện có hai tàu ngầm nguyên tử đang hoạt động, trong đó S2 được lặng lẽ đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm 2016. S2 thì đã được đưa vào vận hành hồi cuối tháng 8 vừa qua. Tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 10, khi trả lời câu hỏi về vụ hạ thủy tàu S4, Phó Tư lệnh Hải quân, Phó Đô đốc Krishna Swaminathan đã không bình luận trực tiếp mà chỉ cho biết hai tàu ngầm đã được đưa vào hoạt động và những chiếc khác sẽ theo sau là điều đương nhiên. Trước đó trong tháng, Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã phê chuẩn việc đóng hai tàu ngầm tấn công nguyên tử nội địa, được coi là yêu cầu quan trọng đối với hải quân quốc gia Nam Á này. Tiếp theo là bản tin liên quan đến ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken vừa tới Israel đánh dấu chuyến công du thứ 11 của ông tới khu vực Trung Đông từ khi chiến sự Gaza bùng phát và là chuyến thăm đầu tiên sau khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang thành cuộc chiến quy mô lớn vào tháng trước. Ông Blinken cho rằng đây là thời điểm kết thúc cuộc xung đột ở Gaza, đồng thời kêu gọi Israel không tiếp tục leo thang căng thẳng với Iran. Theo ông, thì những gì xảy ra tiếp theo ở Gaza sẽ rất quan trọng và cần phải có kế hoạch rõ ràng, cụ thể cho tương lai giải đất. Trong đó, Hamas không duy trì được quyền lực nhưng Israel cũng không hiện diện ở Gaza. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng kêu gọi Israel nỗ lực hơn nữa để bảo đảm đủ nguồn cung cấp nhân đạo cho người dân ở Gaza, đặc biệt là khu vực phía bắc Gaza, nơi Tel Aviv đang hối thúc dân thường di tản. Sau cuộc đột kích của Hamas vào miền nam của Israel đã khiến cho 1.200 người thiệt mạng, Tel Aviv đã phát động cuộc chiến trả đũa ở giải Gaza, theo cơ quan y tế ở Gaza, thì hơn một năm giao tranh đã khiến cho gần 43.000 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng và hơn 100.000 người bị thương. Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu chưa đưa ra bất kỳ tầm nhìn rõ ràng nào cho Gaza hậu chiến sự. Người Palestine lo ngại là Israel có ý định buộc họ phải rời khỏi giải đất nhằm để kiểm soát chặt chẽ hơn khu vực này và cho phép người định cư do Thái trở lại Gaza. Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định là Hoa Kỳ phản đối Israel chiếm đóng Gaza và ông đã được Thủ tướng Netanyahu bảo đảm rằng Tel Aviv không có kế hoạch như vậy. Hezbollah xác nhận thủ lĩnh tương lai đã chết. Tổ chức Hezbollah tại Lebanon ngày 23 tháng 10 xác nhận. Ông Hashem Safiadin, người được cho là kế nhiệm cố thủ lĩnh Hassan Nasrallah, đã chết trong một cuộc tấn công của Israel. Trước đó một ngày, quân đội Israel tuyên bố ông Safedin đã chết trong cuộc oanh tạc tại thủ đô Beirut của Lebanon trước đó 3 tuần. Từ sau khi thủ lĩnh Hassan Nasrallah bị giết chết trong cuộc oanh tạc của Israel tại vùng ngoại ô phía nam Beirut hồi cuối tháng 9, ông Safedin đã điều hành hoạt động của tổ chức cùng phó tổng thư ký Naim Qasem và được dự trù sẽ trở thành người đứng đầu kế tiếp của tổ chức dù chưa có thông báo chính thức ông safidin là họ hàng của ông nasrallah và là thành viên hội đồng jihad cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của hezbollah ông cũng là lãnh đạo hội đồng điều hành phụ trách việc hành chính và tài chính của tổ chức cái chết của ông safidin làm mỏng thêm bộ máy lãnh đạo của hezbollah trong bối cảnh tổ chức này đang trong cuộc xung đột căng thẳng với israel quân đội israel cho hay tiêu diệt ba chỉ huy các đơn vị khu vực của hezbollah trong các cuộc oanh tạc trong hai ngày qua những chỉ huy này phụ trách phóng tên lửa về phía các thị trấn của Israel. Trong ngày 23 tháng 10, quân đội Israel tiến hành oanh tạc cơ sở chỉ huy của Hezbollah tại thành phố cảng Tyre ở miền nam Lebanon sau khi phát lệnh di tản dân thường. Tiếp theo phần tin Á Châu, cao tốc và đường sắt cao tốc nối Lào với Việt Nam bị trì hoãn do thiếu vốn. Việc xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường cao tốc kết nối giữa Lào và Việt Nam trị giá hàng tỷ Mỹ Kim đang bị trì hoãn vì thiếu vốn khi Lào vẫn đang phải gánh những khoản nợ lớn. Một quan chức thuộc Bộ Giao thông và các công trình công cộng của Lào đã cho RFA biết như trên. Đường sắt tốc độ cao dài 555 km kết nối cảng Vũng Án ở Hà Tĩnh của Việt Nam tới thủ đô Vien của Lào đã được bắt đầu xây dựng từ cách đây ít nhất là 5 năm đường sắt kết nối Vũng án sẽ đi qua tỉnh miền Nam Lào là common End. các đánh giá về ảnh hưởng môi trường và các nghiên cứu khác về dự án đường sắt đã hoàn tất theo đó thì chi phí cho dự án là 6 tỷ Mỹ kim theo quan chức của Bộ Giao thông và các công trình công cộng của Lào cho hay vào năm ngoái, thì giới chức chính phủ của Lào cho biết họ hy vọng có thể sớm bắt đầu xây dựng đường sắt cao tốc vào năm nay, nhưng những khó khăn về kinh tế và gánh nặng nợ lớn đã khiến cho các nhà đầu tư lo ngại. Giới chức giấu tên của Lào cũng đã cho biết như trên. Tổng nợ của Lào trong năm ngoái là 14 tỷ Mỹ Kim, theo một báo cáo được công bố vào hồi năm ngoái của Bộ Tài chính. Khoảng 51% các khoản nợ này là với Trung Quốc, nước đã giúp cho Lào xây dựng đường sắt tốc độ cao trị giá 6 tỷ Mỹ Kim được hoàn tất vào năm 2021. Hiện cũng có những thảo luận về việc xây dựng cao tốc 4 lằn đường có chiều dài là 725 km kết nối viên với thủ đô Hà Nội. Dự án này có chi phí ước tính là 772 triệu Mỹ Kim, theo truyền thông của nhà nước Việt Nam cho hay. Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Tòa Phúc Thẩm chuẩn bị xem xét đơn xin giảm án tử hình của bà Trương Mỹ Lan. Từ ngày 4 đến 25 tháng 11 tới, tòa án cấp cao tại Sài Gòn sẽ, sẽ xét xử Phúc Thẩm đơn xin giảm án tử hình của bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB. Theo báo pháp luật hôm 23 tháng 10, nhân dịp này, tòa phúc thẩm cũng xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 46 bị cáo khác về các sai phạm liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tham gia phiên tòa có gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại, người liên quan. Riêng bà Lan có 5 luật sư bào chữa cho mình. Tòa cũng xem xét kháng cáo của bị hại trong vụ án là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cùng một số cá nhân tổ chức có liên quan, trong đó có công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Trước đó theo báo VN Express, trong phiên tòa sơ thẩm xử vụ án liên quan nhà băng SCB diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị kết án tử hình về ba tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn như phán quyết của tòa quy tội. Hồi giữa tháng 12 năm ngoái tới nay, người thân của bà Trương Mỹ Lan được ghi nhận đã nộp 118 triệu Mỹ Kim tiền khắc phục hậu quả. Tiếp theo phần tin Việt Nam, cướp cây gỗ dân đào dưới ruộng, giới hữu trách của Quantum đem bán và lơ người phát hiện. Vào ngày 23 tháng 10, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Sa Thầy cho biết đã đấu giá thành công số gỗ đã mục nát do công an tịch thu được trong vụ cây gỗ lạ với giá gần 800 Mỹ Kim nhờ bán kèm trọn gói cùng với số tan vật gồm có gỗ, xe gắn máy, điện thoại và giá trúng thầu hơn 20.000 Mỹ Kim sau 4 lần đấu giá thất bại. Theo báo pháp luật, cây gỗ trên nằm sâu dưới ruộng do ông Lê Quang Nam, 45 tuổi, ở thị trấn Sa Thầy, phát hiện trong lúc đào ruộng thuê cho một người dân tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy và bỏ ra hơn 150 mỹ kim trục vớt vào hồi tháng 3 của năm 2022. Khi ông Nam đang trục vớt cây gỗ thì công an của huyện Sa Thầy hay tin bàn yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, chờ giải quyết theo quy định. Thế nhưng khi ông Nam tiếp tục trục vớt cây gỗ rồi đưa đi gia công xả ra gỗ, thì bị Công an huyện Sa Thầy lập biên bản tạm giữ số gỗ và xử phạt hành chính về tội chiếm giữ tài sản của người khác. Ông Nam cho biết là đến giờ vẫn chưa nhận được thông báo về kết quả đấu giá số gỗ do ông trục vớt. Ông cũng mong là cơ quan hữu trách trả lời về việc liệu bản thân có được hỗ trợ chi phí đã bỏ ra là hơn 3.500 Mỹ Kim khi trục vớt cây gỗ hay không. Trung tá Nguyễn Đình Minh, đội phó đội cảnh sát điều tra công an huyện Sa Thầy cho biết, ông Lê Quang Nam không được thưởng theo giá trị tài sản tìm thấy do khi phát hiện và giao nộp tài sản cho cơ quan có thẩm quyền, ông Nam đã cố tình chiếm giữ tài sản, tự ý cưa sẻ và rào bán. Ngoài ra, giá trị của số gỗ định giá ban đầu lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định nên không thuộc sở hữu của người tìm thấy mà thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà tăng lễ đầu tư gần 400.000 Mỹ Kim, chỉ tổ chức tăng lễ vài lần rồi đóng cửa im ỉm. Nhà tăng lễ Tam Kỳ được đầu tư với kinh phí gần 400.000 Mỹ Kim, xây dựng cách đây hơn chục năm, nhưng chỉ vài lần tổ chức tăng lễ cho người dân, còn lại dường như đóng cửa im ỉm suốt nhiều năm qua. Hiện nay, nhà tăng lễ này đang trong tình trạng nhếch nhác, các trụ, các trụ bị bông tróc gạch, tường ẩm mốc nên nhà đầy rác. Thi thoảng có công nhân đến cắt tỉa cây ở khuôn viên nhà tang lễ nhưng hiện nay công trình đang xuống cấp. Nhiều người dân cho biết từ khi nhà tang lễ được đưa vào sử dụng chỉ thấy tổ chức khoảng 2 đám tang rồi đóng cửa suốt nhiều năm nay, không phát huy được công năng. Lãnh đạo thành phố Tam Kỳ cho biết trước đây để bảo đảm tiêu chí, điều kiện để thành phố này lên đô thị loại 2 thì phải có từ 2 đến 3 nhà tăng lễ. Tuy nhiên thành phố nợ lại yêu cầu này bởi trong điều kiện của thành phố thì không làm nhiều để tránh lãng phí nên mới xây dựng một nhà tăng lễ. Và nhà tăng lễ được xây dựng gần Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để những bệnh nhân mất không có thân nhân thì đưa tạm vào đó. Nếu không ai nhận thì chính quyền mới tổ chức tăng lễ cho người ta. Tiếp theo phần tin Việt Nam bắt giữ giám đốc công ty du lịch lừa đảo. Ngày 23 tháng 10, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Nhật 29 tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lệnh bắt tạm giam bị can Đặng Quốc Nhật đã được viện kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn. Theo điều tra, thì Đặng Quốc Nhật là giám đốc của công ty du lịch và lữ hành Blue Sea ở Đà Nẵng. Vào năm ngoái, thì để có tiền mua tiền ảo và trả nợ cho người khác, Đặng Quốc Nhật đã đưa ra thông tin gian dối bịa đặt về các chuyến du lịch không có thật nhằm để lừa dối một nạn nhân ở Quảng Ngãi góp vốn rồi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 78.000 Mỹ Kim. Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra và mở rộng lập nhóm kín trên mạng thuê sinh viên vận chuyển cần sa. Chiều 23 tháng 10, Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Phạm Tấn Tài, 24 tuổi và Võ Thành Nghĩa, 19 tuổi, để mở rộng điều tra đường dây mua bán cần sa. Tăng vật thu giữ trong chuyên án này là 450 g ma túy cần sa, 50 tem ma túy dạng bùa lưỡi. Trước đó, lực lượng trinh sát của Công an Đà Nẵng đã phát hiện một hội nhóm kín hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dạng cần sa với số lượng lớn. Cầm đầu đường dây là Phạm Tấn Tài, ban đầu Tài chỉ mua cần sa sử dụng nhưng lâu dài thấy việc bán loại ma túy này thu lợi nhuận cao nên chuyển sang buôn ma túy, tài lập các hội nhóm kín trên mạng xã hội để mua và bán lại cần sa, sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận tiền, thuê sinh viên vận chuyển ma túy. Trong các nàng em của Tài có Võ Thành Nghĩa, để ngụy trang khi giao ma túy, Nghĩa mua và mặc đồng phục tài xế xe công nghệ Nghĩa bị lực lượng trinh sát khống chế khi đang ngụy trang bằng đồng phục tài xế xe công nghệ để đi giao hàng. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối. Bốn người đã bị bắt vì tội trộm máy ATM trong các cửa hàng rượu ở miền nam California. Bốn nghi phạm trộm cắp đã bị bắt liên quan đến một loạt hành vi phạm pháp trên khắp vùng San Fernando Valley, bao gồm trộm máy ATM, bắt cóc cướp xe và trộm cắp. Theo sở cảnh sát Los Angeles, từ ngày 16 tháng 8 cho đến ngày 16 tháng 10, nhóm này bị cáo buộc là chịu trách nhiệm cho ít nhất là 8 vụ trộm ATM ở khu vực Mission, một vụ ở khu vực West Valley, hai vụ cướp và các vụ bắt cóc và cướp xe lẻ tẻ khác. Trong hầu hết mọi vụ trộm, video giám sát đều cho thấy là nhóm này dùng vũ lực hoặc là đập phá cửa trước khi tiến đến một máy ATM bên trong và buộc một sợi xích quanh máy. Cảnh sát cho biết là chúng đã nới sợi xích với một chiếc xe kéo SUV để kéo các máy ATM ra ngoài trước khi chất máy vào thùng xe và phóng đi. Sau đó thì người ta đã phát hiện các máy ATM bị bỏ hoang sau khi nghi phạm đã lấy hết tiền mặt bên trong. Các thám tử đã điều tra vụ án và sau đó lần ra những nghi phạm có liên quan. Lệnh khám xét đã được ban hành tại Sumar và Canyon County, nơi mà bốn nghi phạm đã bị bắt giữ. Sở Cảnh sát của Los Angeles cho biết, nhiều tăng vật liên quan đến vụ trộm đã được phát hiện, bao gồm cả tiền mặt. Ba phương tiện liên quan đến vụ trộm cũng đã bị tịch thu. Các vụ trộm cấp vẫn đang được điều tra. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết là có thể sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ liên quan đến các tội ác này. Một thanh niên ở Thurston bị bắt vì nghi ăn cắp hơn 10 cái điện thoại iPhone ở Irvine. Mấy tuần qua, cảnh sát điều tra một loạt vụ điện thoại iPhone bị ăn cắp không lâu sau khi được giao tới trước cửa nhiều căn nhà. Sau khi theo dõi một thanh niên hành động khả nghi trong khu phố ở Irvine, điều tra viên tới gặp nghi can và phát giác một cái iPhone mới bị ăn cắp và vài cái điện thoại khác trên xe của nghi can. Khám xét nhà nghi can, điều tra viên tìm thấy thêm 11 cái điện thoại ăn cắp khác Cảnh sát xác định nghi can là Eric Isami Esquivel, 29 tuổi, cư dân Thurston. Nghi can này bị bắt và bị giam tại nhà tù Orange County vì tội ăn cắp tài sản lớn. Vâng kính thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối. Nói đùa là trúng số, không ngờ trúng số thật. Trang The News and Observer vào ngày 23 tháng 10 đã đưa tin, một người đàn ông ở thành phố Roanoke ở tiểu bang Virginia trúng số 1 triệu Mỹ Kim sau khi đã nói đùa với đồng nghiệp về việc sắp trúng số. Ông George Hurt nói đùa với đồng nghiệp khi cùng ra ngoài ăn trưa trước khi mua 4 tờ vé số. Bất ngờ là một trong 4 tờ vé số cào đó trúng giải Virginia Millions 1 triệu Mỹ Kim. Người đàn ông này đã giành may mắn với tỷ lệ là 1 trên 612.000 để trúng giải nhất 1 triệu Mỹ Kim và cũng là giải cuối cùng của Virginia Millions được đưa ra vào tháng 11 của năm ngoái. Hàng chót để lãnh giải này là ngày 2 tháng 4 của năm tới. Người thắng giải có thể lãnh trọn 1 triệu mỹ kim chưa trừ thuế trong vòng 30 năm hoặc lãnh một lần với số tiền là 571.000 mỹ kim chưa trừ thuế. Theo công ty sổ số thì ông hơi chọn lãnh một lần và chưa chia sẻ ý định là dùng số tiền may mắn của mình như thế nào. Cửa hàng 604 minutes tại Ronald Nook nơi bán tờ vé số trúng thưởng được nhận 10.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Toàn bộ lợi nhuận của Virginia Lottery thu được đều đóng góp cho việc giáo dục phổ thông ở Virginia. Ông Hurt sống tại thành phố Roanoke, nơi mà nhận 27 triệu Mỹ Kim từ công ty sổ số này cho giáo dục phổ thông trong năm ngoái. Vâng, kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả